Xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng em đã đến với cửa hàng nông cơ Nguyễn Châu, địa chỉ 277 Hồng Dương, thị trấn Châu Huyền, Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay sẽ review con máy thủy Giang Ma cho anh em xem ha. Con này thì Giang Ma 4GH nè. Con này 45 VS. Tua 3400 ha. Chạy hộp số thủy 2,5 tô. Đây là cái bình nước sinh hàng, nước ngọt. Đây là cái bơm nước từ dưới sông dưới biển lên ha. Thì con này nó xài heo đùm nha anh em. Lục dầu đồ đầy đủ ha. Con này nó xài bếp kim. Nó xài bếp kim nha anh em. Nổ là cực kỳ ngon luôn. Rồi sẽ đẩy vào kia sẽ tắt máy cho anh em mình xem ha. Anh em nào có mua thì mình có thể liên hệ số điện thoại là 0913918706 hoặc 0913719579 hoặc số điện thoại 0779282826 nha anh em. Rồi, em xin chào tạm biệt tất cả anh em.